Sáng nay, Hội cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lần thứ 6, giai đoạn 2016-2021. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Ngay sau khi chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ban hành, Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố đã nhanh chóng quán triệt sâu rộng trong hội viên, phối hợp tổ chức học tập, các chuyên đề, các buổi tọa đàm, kể chuyện về Bác Hồ, vận động hội viên tham gia tích cực các cuộc thi viết về tấm gương người tốt việc tốt, phối hợp với các đơn vị xây dựng các chuyên mục về cựu chiến binh làm theo Bác. Năm 2019, Hội đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05, qua đó phát hiện nhân rộng các mô hình điển hình tiêu biểu, đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Kết quả, đến nay đã có 32 tập thể, 285 đồng chí được cấp ủy các cấp khen thưởng trong các kỳ sơ kết. Từ năm 2016 đến năm 2019, hàng năm, Hội Cựu chiến binh thành phố có 100% tổ chức hội đạt vững mạnh, trên 20% đạt vững mạnh xuất sắc, 99,82% hội viên đạt cựu chiến binh gương mẫu và 98% gia đình hội viên đạt chuẩn gia đình văn hóa, góp phần xây dựng Hội Cựu chiến binh thành phố đạt vững mạnh, xuất sắc. Gắn với việc học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016-2021, Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đã triển khai kết nối các mô hình kinh tế, tạo điều kiện cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân gắn kết với nhau nhằm hỗ trợ cho nhau tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau phát triển kinh tế, sáng tạo nhiều mô hình hay. Đến nay, toàn Hội Cựu chiến binh thành phố có 78 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 8 hợp tác xã, 26 tổ hợp tác sản xuất, 22 trang trại, 93 gia trại và gần 1.030 hộ kinh doanh dịch vụ. Các đơn vị trên thu hút được 4.600 lao động, trong đó có hàng ngàn lao động là con em cựu chiến binh, cựu quân nhân ở địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương nỗ lực của các cấp hội cựu chiến binh thành phố thời gian qua đã phát huy tốt phẩm chất bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng chính quyền, thật sự trở thành nơi tập hợp của các thế hệ cựu chiến binh, khẳng định sự uy tín, vai trò của cựu chiến binh các cấp. Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp hội tiếp tục kiên trì triển khai quyết liệt hơn nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, chung tay xây dựng chính quyền đô thị và đặc biệt là những vấn đề nổi cộm mà hội viên người dân quan tâm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh. Hội viên Hội Cựu chiến binh với tư cách là chỗ dựa chính trị tin cậy ở cơ sở phải thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân thật sự vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở cơ sở. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục phối hợp với mặt trận đoàn thể thực hiện tốt vai trò giám sát, tiếp tục giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với xu thế mới, hỗ trợ hội viên làm kinh tế số, phát triển thêm các mô hình, tập trung vào công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, chung tay cùng thành phố đẩy lùi đại dịch COVID-19. Dịp này có 9 tập thể và 17 cá nhân được tuyên dương khen thưởng vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016-2021.